Thanh Nhẫn và kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Trước tiên chúng tôi xin được chúc quý vị có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự của chúng tôi. Và nếu như có góp ý cho chương trình, quý vị hãy vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới để chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 12 tháng 9, Việt Nam ghi nhận 261 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Thưa quý vị, trong ngày 12 tháng 9, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận 261 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 200 ca, Bình Dương 39 ca, Long An 5 ca, Đồng Nai 6 ca, Bình Thuận 3 ca, Tiền Giang 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Khánh Hòa 1 ca, Cần Thơ 1 ca, Đà Nẵng 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 281 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.279 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Trong ngày 12 tháng 9, nước ta có 11.116 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 374.578 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.057 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ có 3.835 ca, thở oxy dòng cao HFNC có 1.123 ca, thở máy không xâm lấn có 140 ca, thở máy xâm lấn có 929 ca, bệnh nhân nặng đang điều trị ECMO có 30 ca. Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 20 ca COVID-19, gồm 5 ca cộng đồng là thành viên trong một gia đình, 9 ca trong khu phong tỏa Nghệ An, thành phố Quảng Ngãi, 4 ca là công nhân của công ty Hoya Lens Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi, 1 ca trong khu cách ly Nam Đàn và ca còn lại về từ Đắk Nông. Theo thống kê, từ ngày 26 tháng 6 đến nay, ngành y tế Quảng Ngãi ghi nhận 959 ca COVID-19, trong đó có 118 ca tại ổ dịch xã Nghệ An, thành phố Quảng Ngãi, 200 ca liên quan tới ổ dịch công ty Hoya Lens Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi và 36 ca liên quan tới ổ dịch tại khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 12 tháng 9, theo thông tin từ Sở Tư pháp Đồng Nai, bà Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm lần 2 PCR dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, bà Võ Thị Xuân Đào ở chung nhà với trường hợp F0, phát hiện từ ngày 9 tháng 9 tại địa chỉ số 9 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 PCR âm tính vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 9. Kết quả xét nghiệm lần 2 PCR dương tính vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 9. Cơ quan chức năng đã xác định lịch trình tiếp xúc của bà Võ Thị Xuân Đào với các trường hợp F1 trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 8 đến 9 tháng 9. Theo đó, ngoài tiếp xúc với một số cán bộ, nhân viên Sở Tư pháp, bà Đào đã có buổi làm việc tiếp xúc với một số cán bộ, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, Ban Dân tộc. Sở Tư pháp đã thực hiện các biện pháp cách ly, liên hệ với Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa để thực hiện phun hóa chất, khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc và nơi cư trú của F0, liên hệ các cơ quan, địa phương về lịch trình di chuyển và lập danh sách các trường hợp F1, F2 thuộc Sở Tư pháp, thông báo đến các địa phương, đơn vị để kích hoạt phương án phòng chống dịch, xử trí khi có trường hợp F1, F2 tại địa phương, đơn vị. Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có công văn gửi thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mượn 500.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm nhằm góp phần khôi phục hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công văn nêu rõ dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam và tại Tiền Giang. Tính đến ngày 11 tháng 9, Tiền Giang ghi nhận 12.125 ca F0 với 297 ca tử vong. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chủ động tìm nguồn cung vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng tại địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỉnh vẫn chưa tìm được nguồn cung ứng vaccine cho địa phương. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phải ngưng hoạt động do tình hình phức tạp của dịch bệnh. Một số doanh nghiệp đã thực hiện phương án 3 tại chỗ nhưng phải tạm dừng hoạt động do phát hiện F0, từ đó dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất trên địa bàn tỉnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu cho các doanh nghiệp trên cả nước, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hợp đồng đã ký với các đối tác. Trước tình hình trên, Tiền Giang đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cho mượn 500.000 liều vaccine để tiêm cho người lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh khẳng định sẽ sớm tìm nguồn vaccine để hoàn trả cho thành phố Hồ Chí Minh. Thêm 8 ca dương tính, Bạc Liêu giãn cách xã hội mức độ nguy cơ thêm 1 tuần. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu báo cáo kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2,
có 4 ca dương tính tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình đã bị phong tỏa, cách ly y tế một tuần trước. Ngày 12 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông báo kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình 4 trường hợp và trên địa bàn thành phố 4 trường hợp. 4 trường hợp trên địa bàn huyện Hòa Bình là thân nhân và bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình đã phong tỏa, cách ly y tế vào ngày 11 tháng 9. Như vậy, từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021, tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm 7 thân nhân và bệnh nhân, 2 nhân viên y tế. Như Tiền Phong thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình quyết định phong tỏa, cách ly y tế Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình với 40 y bác sĩ, nhân viên y tế, 106 bệnh nhân, thân nhân người bệnh và 26 ca F0 đang điều trị. Bạc Liêu giãn cách xã hội ở mức độ nguy cơ thêm một tuần. Ngày 12 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ từ ngày 13 tháng 9 đến hết ngày 19 tháng 9 năm 2021. Cụ thể, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 6 phường nội ô của thành phố Bạc Liêu là phường 1, 2, 3, 5, 7 và phường 8. Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn còn lại của tỉnh Bạc Liêu là phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu và toàn bộ địa bàn huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải, thị xã Giá Rai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trọng tâm là thành phố Bạc Liêu, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế về công tác xét nghiệm phòng chống COVID-19. Trong đó, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng, trước tiên là tại các khu vực phong tỏa, các khóm, ấp, xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. Lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch. Cán bộ, công chức viên chức và các lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành quy định về công tác phòng chống dịch bệnh. Hỗ trợ lao động sản xuất 3 tại chỗ, tuyến đầu phòng chống dịch. Sáng ngày 12 tháng 9, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười cho biết đã xét hỗ trợ đợt đầu cho 337 cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, mỗi người 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động Cà Mau đang hỗ trợ cho 1.905 công nhân đang làm việc theo phương án 3 tại chỗ tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn 1 triệu đồng một người để chia sẻ khó khăn với công nhân, lao động duy trì sản xuất, không bị đứt gãy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Nguồn kinh phí tích lũy, vận động thêm từ nhà hảo tâm. Tính từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, Liên đoàn Lao động Cà Mau trao hỗ trợ cho gần 500 công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tại các khu nhà trọ tự quản, hỗ trợ công đoàn viên thực hiện cách ly tập trung và lực lượng kiểm soát tuyến đầu chống dịch. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Cà Mau tiếp tục rà soát, xem xét, hỗ trợ cho các lao động tham gia sản xuất theo một cung đường, hai điểm đến, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an dân để phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ ra 4 nhiệm vụ phải làm nếu muốn cần giờ sạch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh khoanh chặt mở trong, triển khai chiến lược thẻ xanh cư dân, tăng cường xét nghiệm nếu muốn sau ngày 15 tháng 9 sạch COVID-19. Ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ về công tác phòng chống dịch. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ đã thông tin những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời gian qua. Cụ thể, trong tổng số 4.900 bệnh nhân điều trị COVID-19, có 4.419 người đã hết thời gian theo dõi, điều trị, đạt đến 90,18%, và số người đang điều trị là 481 người. Đặc biệt, có đến 98,1% dân số tại Cần Giờ đã được tiêm vaccine mũi 1 và dự kiến hoàn thành 100% mũi tiêm 2 trước ngày 15 tháng 9. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của huyện Cần Giờ trong công tác phòng chống dịch. Một trong những điểm thành công nổi bật là giãn cách, kiểm soát đầu vào,
bến phà Bình Khánh, lối vào duy nhất của huyện tiêm vaccine, số lượng người tử vong chỉ 31 trên 4.900 bệnh nhân và công tác điều trị. Thứ trưởng cho biết, riêng về công tác điều trị, với sự nỗ lực, hỗ trợ nhân lực của các đơn vị từ trung ương, địa phương khác, đã trang bị được cho Cần Giờ những phương tiện, vũ khí quan trọng để giúp cho các đồng nghiệp ở Cần Giờ có đầy đủ oxy, máy thở dòng cao, giường hồi sức cấp cứu để tập trung giữ bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến, hạn chế chuyển lên tuyến với một quãng đường di chuyển rất dài. Huyện Cần Giờ đã thực hiện tốt các hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, đặc biệt là với tỷ lệ 98,1% người dân đã được tiêm vaccine, trong khi không ít địa phương khác vẫn còn lúng túng. Thứ trưởng nhấn mạnh, điều đặc biệt ở huyện Cần Giờ là dựa trên quyết định 3979 của Bộ Y tế, đánh giá hai nhóm chỉ số mắc mới và chỉ số nguy cơ lây nhiễm đã cơ bản đạt 6 tiêu chí. Đây là những điều kiện hết sức quan trọng giúp huyện Cần Giờ có thể đầy đủ tâm thế bước vào giai đoạn mới sau ngày 15 tháng 9. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đồng ý với kế hoạch mở lại giãn cách xã hội sau ngày 15 tháng 9 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, riêng với huyện Cần Giờ cần tập trung một số điểm sau. Thứ nhất, khi điều chỉnh việc mở cửa trở lại một số loại hình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tự nhiên tại địa phương như đánh bắt thủy sản, sơ chế thủy sản, phát triển du lịch và các khu sản xuất phải có cộng đồng sạch COVID-19. Các đơn vị mở cửa trở lại cũng phải sạch, an toàn, đảm bảo quy trình kiểm soát COVID-19. Người tham gia hoạt động sản xuất, mua bán, tiểu thương, trường học, đặc biệt là các đơn vị sản xuất thủy hải sản phải đảm bảo an toàn. Thứ hai, Thứ trưởng đồng ý với tiêu chí thẻ xanh COVID ở thành phố Hồ Chí Minh được cấp khi đã tiêm hai mũi vaccine được 2 tuần, khỏi COVID-19 trong 6 tháng, đã tiêm mũi 1 sau 2 tuần. Nhưng khi đã tham gia vào hệ thống tiếp xúc trong hoạt động sản xuất, giao thương thì phải có hệ thống giám sát là giám sát bằng chính kết quả xét nghiệm. Để làm được điều này, cần phải có chiến lược xét nghiệm thường xuyên với tần suất hợp lý và kiểm tra độ an toàn với từng đối tượng. Kể cả trong các trường học, bệnh viện, chợ, nhà máy, vẫn phải có đề xuất của ngành y tế để có những sàng lọc tiếp tục ngoài cộng đồng với số mẫu ít hơn số mẫu đại diện. Bộ Y tế dự kiến đưa ra ngưỡng khuyến cáo là 10-20% dân số sẽ sử dụng PCR với mẫu gộp 10 để sàng lọc trong cộng đồng. Về vấn đề này, Bộ Y tế đã làm kế hoạch xét nghiệm cho thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9. Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị thành phố Hồ Chí Minh ban hành để đảm bảo là kể cả du lịch, sản xuất, đi học, mua bán đều phải có những kiểm soát hết sức kỹ lưỡng trong giai đoạn này. Thứ ba, Thứ trưởng thống nhất về ý kiến đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giờ là sau ngày 15 tháng 9 bắt đầu có những hoạt động khôi phục lại sản xuất, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nên mở từ từ và phải có những thăm dò COVID. Khi phát hiện ra F0 mới, phải khoanh thật nhanh, truy vết thật chặt. Thứ tư, riêng huyện Cần Giờ, Thứ trưởng đề xuất phải khoanh chặt nhưng mở trong, tức là kiểm soát chặt lối vào của huyện là bến phà Bình Khánh, như vậy mới đảm bảo cho sự an toàn của cộng đồng người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ. Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ dương tính tại vùng cam, vùng đỏ đã giảm. Thưa quý vị, tại vùng cam, đỏ, tỷ lệ dương tính lần lượt giảm từ 3,6% xuống còn 2,7% và hiện là 1,3%. Tại vùng xanh là 0,78%, cận xanh là 1,27% và vùng vàng là 1,41%. Thông tin tại buổi họp báo chiều ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đợt xét nghiệm diện rộng từ ngày 23 tháng 8 và dự kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 9 theo 5 vùng nguy cơ: xanh, cận xanh, vàng, cam, đỏ. Hiện nay, tất cả các vùng đã xong đợt xét nghiệm thứ hai, đợt xét nghiệm thứ ba đã thực hiện được 55%. Tại vùng cam, đỏ, tỷ lệ dương tính đợt 1 là 3,6%, đợt 2 là 2,7%, đợt 1 là 1,3%. Như vậy, qua mỗi đợt, tỷ lệ dương tính có giảm, tỷ lệ dương tính tại vùng xanh là 0,78%, cận xanh là 1,27% và vùng vàng là 1,41%. Qua các kết quả này, ông Tâm đánh giá việc phân vùng theo màu của thành phố Hồ Chí Minh khá chính xác. Vùng nguy cơ thấp thì tỷ lệ dương tính ít, nhưng vùng nguy cơ cao thì tỷ lệ này cao. Lý giải nguyên nhân thành phố vẫn áp dụng cách ly các trường hợp F1 trong khi có hàng trăm F0 cách ly tại nhà, ông Tâm khẳng định cả F1 và F0 đều có trường hợp cách ly tại nhà và cách ly tập trung. Tuy nhiên, việc F0 cách ly tại nhà hay tập trung sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện cách ly, tình trạng bệnh ra sao. Theo ông Tâm, thành phố đang có 2.475 ca F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung. Số ca chủ yếu là người nhập cảnh, chuyên gia nước ngoài công tác tại các doanh nghiệp, chuyên gia phục vụ tại các tổ chức quan trọng, có ý nghĩa với sự phát triển của thành phố, các tổ bay, phi công, tiếp viên. Về việc người đã tiêm vaccine ở nước ngoài về Việt Nam sẽ đăng ký thẻ xanh ra sao, ông Tâm cho biết,
Theo chính sách mới nhất, thành phố đã có quy định giảm thời gian cách ly cho người nhập cảnh đã tiêm 2 mũi. Đồng thời, nhóm này sẽ được ngành y tế theo dõi, quản lý chặt trong quá trình cách ly. Ngược lại, nếu chưa tiêm đủ 2 mũi, người nhập cảnh phải cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Từ dữ liệu quản lý người nhập cảnh, ngành y tế đang gấp rút hoàn thành quy trình chuyển dữ liệu để cấp thẻ xanh cho nhóm đối tượng này trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hồng Tâm nói, thông tin về việc thực hiện quản lý, kiểm tra giấy đi đường theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã cấp giấy đi đường và ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp trên từng giai đoạn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, Công an thành phố đã lắp 109 điểm trạm kiểm soát với 116 thiết bị camera quét mã QR nhằm kiểm tra người đi đường. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, tại 914 chốt trạm kiểm soát, Công an thành phố đã kiểm tra 1.380.500 lượt phương tiện, trong đó số lượt ô tô là 282.666, xe khách là 5.308, xe tải là 330.174, xe máy là 765.252. Công an cũng kiểm tra 669.331 lượt người, trong đó có 434 người nước ngoài. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập 3.986 biên bản và xử phạt 6,8 tỷ đồng. Tỷ lệ vi phạm trên số lần kiểm tra là 0,595%, tức khoảng 170 người kiểm tra thì có một người vi phạm. Lỗi chính là ra đường không có lý do chính đáng, chiếm tỷ lệ 99%. Giải pháp của Công an thành phố là đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân hiểu, chấp hành quy định giãn cách. Công an thành phố tăng ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR để xử lý kịp thời vi phạm và sẽ lắp thêm trong thời gian tới. Công an đã cấp cho các quận, huyện, thành phố trên 50 laptop để tiếp tục lắp đặt. Công an cũng tăng tuần tra, kiểm tra, xử lý trong khu dân cư, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về làm giả giấy tờ. Ngày 11 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng với Võ Thành Phúc, 52 tuổi, ngụ quận 7 và Trần Vũ Hàn Minh Nhật, 35 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 12 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can này. Ông Lê Mạnh Hà thông tin.